Thế thì cô chờ vài giây nhé. Dạ, được rồi. Ok. Dạ, ok, cô Quỳnh Anh. Anh xin phép được record ạ. Record trên đám mây luôn. Dạ, xin kính chào cả nhà. Chào chị Hương. Chào cô Quỳnh Anh. Rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà. Vì yêu thương mà cả nhà đã hiện diện để cổ vũ, khích lệ, động viên Thăng trong cái lộ trình trưởng thành của Master K03, để chúng ta cùng nhau nhắc nhớ tri thức, cùng nhau lan tỏa tri thức. Thăng xin tự giới thiệu, tên đầy đủ của Thăng là Nguyễn Trọng Thăng. Hiện Thăng đang sinh sống tại Yên Thế, Bắc Giang. Thăng đang là học viên của lớp học Master K03 của tổ chức giáo dục đào tạo WIT, nơi mà có cái sứ mệnh lan tỏa cái triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu. Với triết lý giáo dục tận gốc sẽ giúp con người sống với nguồn năng lượng của an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Hướng cuộc sống của con người tới 7 sự giàu toàn diện: giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất. Triết lý giáo dục tận gốc sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên đơn giản hơn, vui vẻ hơn, tin tưởng hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhắc đến đây thì Thăng rất là cảm thấy cảm động và biết ơn đồng nghiệp của mình. Mình may mắn, phước báu được nhận tri thức này. Rất là biết ơn quý thầy cô của tổ chức giáo dục đào tạo WIT đã dụng tâm chia sẻ và chuyển trao những tri thức tuyệt quý. Thăng biết ơn cô Nguyễn Thị Sen ở Mentor 3, người Bắc Ninh, đã giới thiệu Thăng vào tổ chức quýt. Thăng cũng rất là biết ơn gia đình, biết ơn người thân, đặc biệt là người vợ sinh yêu của mình, đã cống hiến gánh vác, chăm lo cho gia đình để mà Thăng yên tâm học tập, trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Thăng được hiện diện ở đây, được cùng cả nhà nhắc nhớ tri thức, thảo luận tri thức, lan tỏa tri thức. Thì thưa cả nhà, đây là cái lộ trình 24 giờ, 24 giờ thấu suốt ba hệ quy chiếu chuẩn kiến tạo cuộc đời như ý. Khi chúng ta có ba cái hệ quy chiếu chuẩn, ví như chúng ta đã có cái anten định hướng cuộc đời, chúng ta thắp lên cái ngọn hải đăng trong tâm trí của mình để chúng ta đơn giản hơn, thong dong hơn, đạt được bến bờ cuộc sống của mình chủ động kiến tạo được cuộc đời như ý của mình biết kiến tạo được cái nhân tốt trong con người của chúng ta. Để thuận duyên thì chúng ta sẽ gặt quả như ý, cuộc đời như mình mong muốn. Thì đó chính là cái mục đích của chương trình, của cái lộ trình 24 giờ thấu suốt nhân duyên quả. Thì để thuận lợi trong quá trình chia sẻ, Thăng cũng xin được gọi quý thầy cô, anh chị là anh chị, và cũng xin được xưng tên của mình là Thăng. Rất là mong cả nhà hoan hỷ.
À dạ chị Hương cũng ở Yên Thế ạ. Nhân duyên thật sự đó, biết ơn chị. Thăng người Yên Thế mà hôm nay lại được người Yên Thế hiện diện trong phòng Zoom. Thầy ơi, Dạ. hồi xưa là em nhỏ em ở Yên Thế, nhưng mà em vào đây cũng từ hồi bé rồi thầy ạ. À, từ năm lớp 4 là xong là quê hồi, tại vì bố mẹ thì ở ở Hải Dương á, xong là mới lên Hà Bắc đi bộ đội, bố đi bộ đội lên Hà Bắc mới sanh tụi em trên Hà Bắc, rồi sau này lại vô miền Nam. Dạ. Em ít khi thấy ai mà gặp được người ở Yên Thế đó. Ở xã em cũng là xã Yên Thế luôn đấy thầy, À dạ vậy đúng không thầy? nam nữ thì Hồi xưa nó là tỉnh Hà Bắc, xong bây giờ là tỉnh Bắc Hà Bắc Giang không? bây giờ là huyện Yên Thế chị ạ. Và đúng Dạ rồi, ngày xưa cũng là huyện Yên Thế. chị có hay về thăm quê không? Vậy thì cũng Em thăng cũng xin nhân đây thì xin được kết nối cùng chị ha. Dạ. dạ Dạ, số điện thoại của Thăng thì ở trên khung chat. vâng, thầy nhắn lên điện. À, rất rất là mong được kết nối cùng chị, đúng là quý tuyệt quý luôn chị, lại gặp người đồng hương nữa. Dạ em đi từ lâu, nhưng mà tại vì bố mẹ anh em mọi người bà con thì ở ở Hải Dương hết đấy, nên Dạ. em chưa có một dịp nào về đó, thì em cũng mong có ý định là đợt này mà về quê thì sẽ lên Yên Thế một lần. Ngày Dạ. xưa em vào đây bé nhưng mà em vẫn còn nhớ hết cái ngôi nhà của em, nó cảnh như nào, đường đi ra làm sao, rồi những ai ở gần là em còn nhớ rõ Wow. luôn. Ở ngay chỗ nhà em là ở ngay cái chỗ mà đền cô đó, thầy biết không? Dạ biết 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 biết. Có cây đa to đùng đấy, ngay cái ngã ba đấy. Ô thế gần nhà Thăng lắm á. Thế xong rồi hồi xưa em nhớ còn bé em đi hay đi lên chỗ chỗ Hoàng Hoa Thám, ở chỗ gọi là phố phố gì thế thầy nhỉ? Phố đèn nắm á, phố đèn nắm phố hoa cả Vâng, chỗ à. Hoàng Hoa Thám mới gọi là cái gì, Nhã Nam nữa nè, em còn Đúng nhớ. rồi, dạ đúng rồi, Nhã Nam Yên Thế, trời ơi Rồi là gần đi đó đấy. cái phố phố gì mà ở chỗ Hoàng Hoa Thám mà thường xuyên gọi mà giờ tự nhiên quên, Phồn Xương à, không không phải, cái tên không gì khác cơ. Dạ phải. Dạ. Chắc là phố nhưng mà đèn nắm à, phố đèn nắm. nhà thầy hay ở gần đấy ạ? À? Nhà Thăng ở bên chỗ gần đền cô này này, chỗ bảo cô bảo À, có đền cô, đúng rồi, chỗ nhà em là ở đền cô đấy. dạ vâng Này này này, có duyên gặp dạ đúng người. quý quá dạ vâng vậy là đúng là nhân duyên thật, Dạ rất để là em biết ơn lưu số của dạ thầy lại. rất là biết ơn chị đã hiện diện để mà cho Thăng cái cơ hội được được chia sẻ tri thức. Sau đây thì Thăng xin phép được xem màn hình ạ. Như chúng ta đều biết đó, thì cuộc sống của chúng ta hiện nay ấy, đang bị chi phối bởi rất nhiều bởi cái quy luật nhân duyên và nhân quả. Cuộc sống đang bị chi phối rất nhiều bởi cái quy luật nhân duyên và nhân quả. Và có một cái công thức, có một cái công thức là nhân tốt cộng với lại duyên lành thì sẽ trổ quả như ý. Nhân tốt. Cộng với lại duyên lành. Thì sẽ trổ quả như ý. Nhân tốt cộng với lại duyên lành thì sẽ trổ quả như ý. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nhân tốt trong con người của chúng ta là gì? Làm sao để chúng ta có thể đơn giản để kiến tạo được cái nhân tốt trong con người của chúng ta? Để thuận duyên, gặp duyên lành, chúng ta kích duyên lành và chúng ta sẽ cảm được quả như ý trong cuộc sống. Cuộc sống như mình mong muốn. Và
Ai trong số chúng ta hiện nay trong cuộc sống thì ít nhiều cũng sẽ bị chi phối bởi ba cái góc nhìn, hay nói cách khác chính là ba cái hệ quy chiếu. Ba cái hệ quy chiếu đó là hệ quy chiếu của khoa học, của tôn giáo tín ngưỡng, của đạo lý. Hệ quy chiếu của khoa học này. Hệ quy chiếu của khoa học, hệ quy chiếu của tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo tín ngưỡng và hệ quy chiếu của đạo lý. Ai thì cũng sẽ bị chi phối bởi ba cái góc nhìn này. Có người thì bị chi phối chủ yếu bởi góc nhìn khoa học mà hiện thực cuộc sống của họ theo đó mà hình thành. Có người thì chi phối chủ yếu bởi góc nhìn của tôn giáo. Có người thì bị chi phối chủ yếu bởi góc nhìn của đạo lý. Nhưng ai thì cũng sẽ bị chi phối bởi cả ba cái góc nhìn này. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta theo góc nhìn của khoa học. Hay nói cách khác, chúng ta cùng tìm về cái nhân sâu trong con người của chúng ta theo góc nhìn của khoa học. Thông qua một cái tri thức, nó có tên gọi là công thức cội nguồn cuộc sống. Công thức cội nguồn cuộc sống. Công thức cội nguồn cuộc sống. Mà trước khi tham giao lưu cùng cả nhà mình cái công thức cội nguồn cuộc sống này là cái phần nhân sâu trong con người của chúng ta, thì Thăng muốn giao lưu cùng nhà mình một cái hình ảnh trước. Một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh. À, thuận duyên thì Thăng mời cả nhà mình có thể vẽ cùng Thăng hình ảnh về một cái con thuyền. Đấy, Thăng vẽ một cái con thuyền. À, hình ảnh về một cái con thuyền. Đấy, chỗ này chúng ta có thể vẽ đậm hơn. Hình ảnh về một cái con thuyền. Đấy, chúng ta vẽ con thuyền. Con thuyền. Hình ảnh về một con thuyền. À, mình sẽ vẽ con thuyền nha. Đấy. Con thuyền này đang đi trên một dòng nước. Đang đi trên một dòng nước. Con thuyền này đang đang đi trên một dòng nước. Đó. Chắc ăn thì Thăng viết đây là thuyền đi. Thuyền. 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 Con thuyền này đang đi trên một dòng nước. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng con thuyền này mong muốn đi từ điểm A đến điểm B. Con thuyền mong muốn đi từ điểm A đến điểm B. Điểm A đến điểm B. Điều gì sẽ đến nếu như cái dòng nước này nó xuôi dòng,
thuận dòng, thuận dòng hoặc là xuôi dòng, nghĩa là con thuyền đi từ điểm A đến điểm B mà dòng nước lại cũng thuận chiều, thì theo cả nhà có phải con thuyền này đơn giản thong dong về đích không? Nhất là con thuyền này lại còn có người chèo lái. Con thuyền này lại có người chèo lái. Đấy. Lại còn gắn thêm động cơ nữa. Mà lại xuôi dòng nước. Thì cả nhà có đồng thuận với Thăng rằng là con thuyền này sẽ đơn giản, thong dong về đích nhẹ nhàng đúng không? Thăng xin được nhắc lại này. Con thuyền mong muốn đi từ điểm A đến điểm B mà lại thuận theo dòng chảy, lại còn có thêm người chèo lái nữa, lại còn nắp thêm động cơ nữa. Thì cả nhà có đồng ý với Thăng rằng là con thuyền này sẽ đơn giản để cập bến đúng không ạ? Thong dong nhẹ nhàng không? Thậm chí cứ thả trôi nhẹ nhàng nó cũng có cơ hội để về đích. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Nếu như mà con thuyền này đi từ điểm A đến điểm B nhưng mà nước thì nó lại chảy ngược lại. Nó lại là nghịch dòng hoặc là ngược dòng. Nó lại là ngược dòng. Thì có phải là người chèo lái này phải rất là vất vả, nỗ lực để đưa con thuyền cập bến đúng không ạ? Đi về đích không? Bởi vì nó đang ngược dòng. Mà khi ngược dòng chảy rồi á, thì cái người này chỉ cần ngừng chèo lái một cái thì rất rất có thể làm sao ạ? Là con thuyền lại lùi lại, lại trôi ngược lại. Vì sao? Vì khi đó là đang đi ngược dòng chảy cả nhà. Phải rất là vất vả chèo lái con thuyền để mà đưa con thuyền về đích. Nhưng mà ngừng chèo một cái thì lại con thuyền này lại trôi lui lại. Mà thậm chí về đích rồi thì không còn cả sức để mà hưởng thụ được hưởng thành quả nữa. Vậy thì chúng ta có thể ví như cái việc chèo lái con thuyền này như là chúng ta đang chèo lái con thuyền cuộc đời của mình. Đang chèo lái con thuyền cuộc đời của mình. Chúng ta hãy quan sát. Nếu như chúng ta xuôi theo dòng nước thì có phải chúng ta đơn giản thong dong về đích nhẹ nhàng. Vậy thì cái việc xuôi theo dòng chảy này chính là chúng ta đang sống thuận theo quy luật và nguyên lý. Nếu chúng ta biết sống thuận theo quy luật của tự nhiên, quy luật của xã hội thì chúng ta đơn giản thong dong để đưa cái con thuyền cuộc đời của mình cập bến bờ hạnh phúc, bình an, sung túc và thịnh vượng. Cả nhà có đồng ý với Thăng rằng nếu chúng ta sống thuận theo nguyên lý và quy luật, nếu chúng ta biết sống thuận theo nguyên lý nguyên lý quy luật thì cuộc đời của chúng ta sẽ đơn giản nhẹ nhàng không ạ? Như chúng ta chèo lái con thuyền xuôi dòng. Như chúng ta chèo lái con thuyền xuôi dòng. Chậm lại chỗ này một chút cho nhà mình. Con thuyền này mong muốn đi từ điểm A đến điểm B nếu như thuận theo dòng chảy. Này kết hợp với việc có người chèo lái này gắn thêm động cơ nữa thì có phải con thuyền này đơn giản thong dong về đích nhẹ nhàng. Còn ngược lại, trái lại, nếu như dòng chảy mà lại ngược từ B về A thì cái người này phải chèo lái rất là nỗ lực vất vả để đưa con thuyền về đích.
chúng ta hãy quan sát trong cuộc, nếu như chúng ta xem cái việc mà chèo lái con thuyền này như là chúng ta chèo lái cuộc đời của mình, thì con thuyền là cuộc đời, dòng chảy là nguyên lý, là quy luật. Nếu chúng ta biết sống thuận theo quy luật và nguyên lý thì chúng ta đơn giản thong dong đưa con thuyền cuộc đời mình cập đến bờ hạnh phúc, bình an, sung túc đủ đầy. Chúng ta có đồng thuận là thuận theo nguyên lý và quy luật thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng không ạ? Vậy thì có rất nhiều quy luật và nguyên lý chi phối cuộc sống của chúng ta, mà một trong những quy luật nguyên lý, nếu như chúng ta thấu suốt được quy luật và nguyên lý này, nó sẽ soi rọi trong tâm trí của chúng ta, mang nguồn sáng vào trong tâm trí của chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta đạt được những mục tiêu cuộc đời một cách đơn giản nhẹ nhàng. Mọi vấn nạn phát sinh có thể tan biến. Đó chính là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Vậy Tăng xin được giao lưu cùng nhà mình cái phần tiếp theo, đó chính là nguyên lý ánh sáng. Cái nguyên lý đầu tiên Thăng muốn giao lưu cùng nhà mình, đó chính là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Dạ. Biết ơn cô Hương khen Thăng vẽ đẹp. Mà hình như hôm nay Thăng cũng vẽ đẹp thật. Nhờ thầy cô đó. Dạ. Nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng giúp chúng ta ứng dụng trong cuộc sống rất nhiều lĩnh vực cả nhà. Vậy thì sau đây cả nhà có thể vẽ giúp Thăng một cái hình chữ nhật, một cái hình chữ nhật. Một cái hình chữ nhật nó đại diện cho một cái căn phòng tối. Cái hình chữ nhật nó đại diện cho một cái căn phòng tối cả nhà. Mình ghi chữ phòng tối. Cái hình chữ nhật này nó đại diện cho một cái căn phòng tối. Và bây giờ có hai cách để làm cái căn phòng này sáng lên. Cách số 1 là chúng ta nỗ lực lấy hết cái bóng tối trong căn phòng này ra. Lấy bóng tối ra. Lấy hết bóng tối ra. Cách 2 là chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào trong căn phòng. Ánh sáng. Cách 2 mình sẽ mang ánh sáng vào trong căn phòng. Tăng xin phép nhắc lại cái bối cảnh, cái tình huống này. Chúng ta xem cái hình chữ nhật này đại diện cho một cái căn phòng tối. Và bây giờ có hai cách để làm cho căn phòng này sáng lên. Cách 1 là mình lấy hết bóng tối ra khỏi căn phòng. Cách 2 là mình đưa ánh sáng vào. Bởi vì theo nguyên lý nhị nguyên mà, ở đâu có bóng tối thì ánh sáng không xuất hiện, và ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ tan biến. Thì chúng ta sẽ chọn cách 1 hay cách 2 cả nhỉ? Cách 1 là lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Cách 2 là đưa ánh sáng vào. Chúng ta chọn cách 1 hay cách 2? Cả nhà có thể tương tác cùng Thăng, biểu hiện vật chất đâu ạ? Và chắc đơn giản ai cũng sẽ lựa chọn cách 2 này mà, tức là đưa ánh sáng vào trong căn phòng. Điều vi diệu là chỉ cần chúng ta đưa ánh sáng vào trong căn phòng thì bóng tối lập tức
tự tan biến. Chỉ cần mang ánh sáng vào trong căn phòng thì bóng tối lập tức tự tan biến, mà chúng ta không cần phải vất vả nỗ lực để lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Đây là một bí mật. Đưa ánh sáng vào trong căn phòng. Cả nhà có đồng thuận là đưa ánh sáng vào trong căn phòng thì bóng tối sẽ tự tan biến không? Và nguyên lý ánh sáng sẽ ứng dụng trong đời sống của chúng ta như thế nào? Mời cả nhà mình vẽ giúp Thăng một cái ngôi nhà như thế này. Một cái ngôi nhà. À, chúng ta vẽ một cái hình. À. Chúng ta hãy quan sát. Chúng ta đang cảm nhận như cuộc sống của chúng ta có quá nhiều vấn nạn. Thế nhưng thật là may mắn cho chúng ta, các cao nhân đã chỉ ra cho chúng ta rằng đơn giản hóa vấn nạn của cuộc đời, đơn giản hóa vấn nạn của cuộc đời thì chỉ còn có bốn vấn nạn thôi các anh chị. Đó chính là vấn nạn của nội tâm, vấn nạn của sức khỏe, vấn nạn của mối quan hệ vấn nạn của mối quan hệ và vấn nạn của tài chính. Mà vấn nạn của tài chính, đơn giản hóa vấn nạn của cuộc đời thì nó chỉ còn có bốn vấn nạn thôi. Vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ và vấn nạn về tài chính. Chính bốn vấn nạn này nó có sự liên quan tương tác qua lại với nhau mà chúng ta cảm giác như đời sống của chúng ta có quá nhiều vấn nạn. Bây giờ chúng ta cùng thử luận nhé. Có phải một người mà có những cái vấn nạn về nội tâm thì theo cả nhà sức khỏe của họ có bị ảnh hưởng không? Sức khỏe có bị ảnh hưởng không? Rất ảnh hưởng chứ. Mà sức khỏe có vấn đề thì nội tâm có bị ảnh hưởng không ạ? Cũng bị ảnh hưởng. Sức khỏe bị ảnh hưởng thì theo cả nhà nó có ảnh hưởng đến tài chính không? Rồi nếu ốm đau bệnh tật ra thì bao nhiêu tiền cho nó đủ? Đúng không ạ? Mà tài chính không ổn thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Ảnh hưởng. Nội tâm bị ảnh hưởng, sức khỏe bị ảnh hưởng thì mối quan hệ có bị ảnh hưởng không ạ? Mối quan hệ bị ảnh hưởng. Mối quan hệ bị ảnh hưởng thì nó cũng sẽ tác động lại nội tâm. Và nội tâm nó tác động lên mối quan hệ. Và nhất là mối quan hệ có vấn đề. Thì có phải là tài chính cũng sẽ bị ảnh hưởng không? Mà tài chính bị ảnh hưởng thì nó lại cũng sẽ tác động lại mối quan hệ. Tài chính có vấn đề thì nội tâm cũng bị tác động, bị ảnh hưởng. Thậm chí có những người do những cái vấn nạn về tài chính mà có khi người ta còn nghĩ đến cái việc là gì? Quên đi cái cuộc đời này. Từ bỏ cái cuộc đời. Và nội tâm nó có vấn nạn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tài chính và ngược lại. Thế như vậy chính cái sự ràng buộc qua lại của các vấn nạn về nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính, nó làm cho chúng ta cảm giác như cuộc đời này nó cứ rối ren.
Vậy thì bây giờ chúng ta có thể coi những vấn nạn của nội tâm, của sức khỏe, của mối quan hệ, của tài chính ví như bóng tối được không các anh chị? Chúng ta có thể coi những vấn nạn về nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính là như bóng tối được không? Dạ vâng, biết ơn chị Hương. Vậy thì có phải là nếu chúng ta coi những vấn nạn về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính như bóng tối, chúng ta có vấn nạn về nội tâm thì chúng ta đi giải quyết vấn nạn về nội tâm, có vấn nạn về sức khỏe thì đi giải quyết vấn nạn về sức khỏe, có vấn nạn về mối quan hệ thì đi giải quyết vấn nạn về mối quan hệ, có vấn nạn về tài chính thì đi giải quyết vấn nạn về tài chính. Cho nên chưa giải quyết xong vấn nạn này thì vấn nạn khác nó lại nảy sinh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Chúng ta đang lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Tức là chúng ta đang làm ngược với quy luật và nguyên lý. Chúng ta đang làm trái với quy luật và nguyên lý. Các anh chị ạ. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta có thể đưa được ánh sáng vào trong căn phòng, đưa ánh sáng vào trong căn nhà cuộc đời của mình. Để mà những vấn nạn về nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính nó sẽ tự tan biến. Dạ, xin chào chị Hương Đạo. Chúng ta có một cái nghi vấn, vậy thì làm sao để chúng ta đưa được ánh sáng vào trong căn nhà cuộc đời của mình? Vậy cả nhà có mong muốn đưa nguồn sáng vào trong căn nhà này để chúng ta thắp sáng lên căn nhà cuộc đời của mình, thắp sáng lên ngọn đèn trong tâm trí của mình để các vấn nạn tự tan biến không ạ? Vậy thì Thăng xin mời nhà mình thuận duyên thì thuận lợi thì sẽ lấy thêm một tờ giấy ra. Đấy. Chúng ta sẽ vẽ một ngôi nhà thật là bự. Vẽ một ngôi nhà thật là bự. Đây. Cái mái nhà này chúng ta có thể vẽ như một cái hình tam giác thế này. Nó là nửa cái hình tam giác thôi. Chúng ta kéo một nét ngang vô. Rồi chúng ta kéo thẳng xuống. Kéo thẳng xuống. Kéo ngang. Đó. Ở chính giữa cái hình tam giác, à cái ngôi nhà này, chúng ta vẽ giúp Thăng một cái hình lục giác, nó như cái mai rùa ấy, các anh chị. Rồi chào các con yêu. Đấy, vẽ một cái hình lục giác nó như cái mai rùa thế này này, ở góc chúng ta kéo cái cạnh này xuống dưới cái phần móng của ngôi nhà. Ở đây chúng ta kéo một cái cạnh xuống. Ở cái góc này chúng ta kéo ngang qua bên phải. Chỗ này chúng ta kéo ngang qua bên trái. Ở cái góc này chúng ta kéo lên phía nóc nhà. Ở đây chúng ta kéo sang phía trái. Và ngôi nhà này chúng ta cũng vẫn ghi là gì ạ? À? Là nội tâm. Nội tâm. Cái móng nhà chúng ta vẫn ghi là nội tâm. Trụ cột bên trái chúng ta vẫn ghi là sức khỏe. Trụ cột bên phải chúng ta ghi là mối quan hệ. Và mái nhà thì chúng ta cũng vẫn ghi là tài chính. Tài chính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đưa nguồn sáng vào trong căn nhà này, thắp sáng lên căn nhà cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa nguồn sáng của trí tuệ ở góc dưới này,
À, cái trụ cột bên dưới này chúng ta ghi giúp Thăng từ trí tuệ. Trí tuệ. À, trụ cột bên trái phía dưới chúng ta ghi là tâm thái. Tâm thái. Trí tuệ, tâm thái. Trụ cột bên phải phía dưới móng của ngôi nhà chúng ta ghi là nhân cách. Nhân cách. Ở chính giữa của ngôi nhà chúng ta ghi là phẩm chất. Phẩm chất. Phẩm chất. Ở phía trên mái nhà góc bên phải chúng ta ghi nè năng lực. Ở phía trái của mái nhà chúng ta ghi là thể chất. Và ở chính giữa của mái nhà chúng ta ghi là vật chất. Đó, cả nhà đẹp quá ngôi nhà. Đây chính là ngôi nhà của bảy sự giàu toàn diện cả nhà này. Đây là ngôi nhà của bảy sự giàu toàn diện. Cái ngôi nhà đẹp quá. Bảy sự giàu toàn diện. Giàu phải giàu toàn diện đấy cả nhà. Bảy sự giàu toàn diện. Chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn nến của trí tuệ, ngọn đèn của trí tuệ. Làm giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất. Cả nhà hãy hình dung, nếu như chúng ta thắp sáng lên cả bảy ngọn đèn này, thì có phải chúng ta có cơ hội đẩy lùi những cái vấn nạn của nội tâm, của sức khỏe, của mối quan hệ, của tài chính, những vấn nạn đó sẽ tan biến, thì xem như chúng ta đã làm chủ được nội tâm, làm chủ được sức khỏe, làm chủ được mối quan hệ và làm chủ tài chính, đồng nghĩa là chúng ta đã làm chủ được cuộc đời của mình rồi. Hãy thắp sáng lên bảy sự giàu toàn diện. Giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Và chúng ta hãy quan sát là gì? Cùng thắp sáng cả bảy ngọn đèn này. Bởi vì nếu một ngọn nến dù nó có sáng lên mấy thì nó cũng sẽ có cái điểm, cái vùng tối ở dưới chân đèn. Cho nên chúng ta cùng thắp sáng lên bảy sự giàu toàn diện các anh chị. Các anh chị có đồng thuận với Thăng rằng là nếu như chúng ta thắp lên cả bảy ngọn nến về trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất, vật chất, thì những vấn nạn về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính nó sẽ tự tan biến không ạ? Các anh chị có đồng thuận với Thăng điều này không ạ? Dạ vâng, biết ơn cả nhà. Vậy thì chúng ta hãy quan sát vào bảy sự giàu toàn diện này. Quan niệm xã hội trước đây ấy, cả nhà. Người ta cho rằng một ai đó chỉ cần có thật là nhiều tiền, có nhiều tài sản, có nhiều tiền, nhiều bất động sản, thì người đó được gọi là người giàu. Thế nhưng rồi có thật là nhiều tiền nhưng lại không có cái năng lực gì, không có năng lực quản lý tiền,
rồi thì tiền bạc đó cũng chẳng mấy chốc mà bay, chẳng mấy chốc mà bay. Dạ, con xin chào cô Thu Hoài, Hoài Thu. Cho nên người ta lại có thêm một cái khái niệm nữa là phải giàu năng lực thì mới gọi là giàu. Thế rồi rất là nhiều tiền bạc, năng lực có, nhưng sức khỏe thì lại yếu ớt, lại ốm đau bệnh tật. Có ai mong muốn mình nhiều tiền mà lại ốm đau bệnh tật không ạ? Chắc là không đúng không ạ? Vậy thì người ta lại có thêm một khái niệm nữa là phải phải khỏe mạnh, tức là phải giàu thể chất nữa thì mới được gọi là giàu. Vậy là giàu vật chất, giàu năng lực, giàu thể chất rồi. Nhưng mà người đó sống lại không có nhân lễ nghĩa chí tín, chưa có tình yêu thương, không cam kết, cũng chẳng ai muốn ở gần thì cũng chưa ngon. Cho nên người ta lại phải có thêm một cái khái niệm nữa, đó là giàu phẩm chất. Khi giàu vật chất, năng lực, thể chất và phẩm chất rồi, nhưng mà nhân cách của anh chưa ngon, ở cạnh anh chưa có sự vui vẻ, trong anh không có sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, chưa có sự trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, chưa có sự khiêm tốn, thiếu đi sự chân thật thì cũng chưa ngon. Cho nên người ta lại có thêm một cái khái niệm nữa là giàu nhân cách. Và một người thực sự gọi là giàu thì phải có thêm cái tâm thái, giàu tâm thái, phải có nguồn năng lượng của an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn. Phải an vui được, trân trọng biết ơn, phải bao dung cho con người, trân trọng biết ơn thì mới thực sự là giàu. Cho nên lại có thêm một cái khái niệm là giàu tâm thái. Giàu tâm thái. Và một ngọn nến nhất định phải thắp sáng lên, thì đó chính là ngọn nến của trí tuệ. Nếu chúng ta có trí tuệ soi sáng dẫn dắt thì có phải là chúng ta sẽ đơn giản để mà có những cái chọn lựa đúng đắn, có những cái cách đối đãi phù hợp để chúng ta có được những cái thành quả như chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Cho nên phải có thêm một khái niệm nữa là giàu trí tuệ. Vậy thì đây là bảy sự giàu toàn diện. Chúng ta cùng hướng đến bảy sự giàu toàn diện, cùng mang ánh sáng vào trong tâm trí của chúng ta. Và trong bảy sự giàu toàn diện này, như chúng ta quan sát này, năng lực, thể chất, vật chất là những gì chúng ta có thể thể mà đã đo đếm được, đo đếm được. Cho nên người ta gọi đây là vật chất, những yếu tố về vật chất. Còn phẩm chất này, nhân cách này, tâm thái, trí tuệ là những yếu tố phi vật chất các anh chị. Đây, trong bảy sự giàu toàn diện này thì năng lực, thể chất, vật chất năng lực thể chất vật chất người ta gọi là những yếu tố vật chất, ở đây gọi là vật chất. Còn trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách,
phẩm chất. Thì đây người ta gọi là những yếu tố phi vật chất. À, năng lực thể chất vật chất là những yếu tố vật chất có thể cân đo đong đếm được. Cho nên chúng ta quan sát xã hội hiện nay, người ta thường căn cứ vào năng lực vật chất, thiếu chữ chất, vật chất. Người ta hay căn cứ vào năng lực của một ai đó để mà người ta đánh giá cái con người đó. Người ta tuyển dụng và người ta trả lương trên cái năng lực của người đó. Thế nhưng thăng thử hỏi cả nhà, người ta có thể đo được năng lực thể chất vật chất, đo được một ai đó nặng bao nhiêu kg, cao bao nhiêu, năng lực của họ là gì, nhưng ai có thể đo được trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất? Vậy thì nếu như chúng ta phát triển được những cái yếu tố phi vật chất này, chúng ta làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thì có phải đơn giản năng lực thể chất và vật chất được hình thành không? Vậy thì khi nói đến đây, chúng ta có một cái khái niệm là vật chất hóa phi vật chất và phi vật chất hóa vật chất. Đây, chúng ta sẽ ghi giúp Thăng cái từ này. Ở phía trên là chúng ta ghi từ vật chất này. Vật chất này. Ở dưới đây chúng ta ghi từ phi vật chất. Đấy, vật chất, phi vật chất. Chúng ta sẽ dùng một cái mũi tên thế này. Đấy. Vật chất hóa phi vật chất và phi vật chất hóa vật chất. Và đây chúng ta ghi từ hóa. Bên này chúng ta cũng ghi từ hóa này. À, phi vật chất hóa vật chất hóa phi vật chất. Nghĩa là sao? À, lấy ví dụ nhé. Chúng ta đã từng nghe đến những chiếc túi xách hoặc là những đôi giày mà người ta ghi là phiên bản giới hạn chưa ạ? Phiên bản giới hạn. Nghĩa là người ta chỉ sản xuất ra một cái số lượng có hạn. Người ta nói là những đôi giày này, những cái túi xách này làm trên công nghệ dây chuyền như thế nào mà sản xuất ra để dành cho những ngôi sao của bóng đá, ngôi sao của Hollywood sử dụng. Thế cho nên là có phải là những cái túi xách, những đôi giày đó có thể thực tế sản xuất ra chỉ mất vài chục đô, nhưng mà khi đó người ta thổi vào đó cái giá trị về phi vật chất thì những đôi giày, những túi xách đó có thể lên đến vài chục ngàn đô, thậm chí vài trăm ngàn đô không cả nhà? Cả nhà có thấy điều này không ạ? Hay đơn giản chỉ là những mớ rau thôi, người ta bán ở chợ ấy. Nếu người ta thổi vào đó cái yếu tố phi vật chất, tức là người ta nói rằng người ta trồng cái rau này trên công nghệ sạch như thế nào, tưới nước ra làm sao, chăm sóc rau như thế nào, cho rau nghe nhạc với cái tần số của 432 MHz như thế nào, rồi người ta gửi vào đó cái tình yêu thương của người nông dân như thế nào đối với cây rau đó, thì có phải cái cây rau đó khi được đem vào siêu thị hoặc đem ra chợ bán thì cái giá trị của nó đã tăng lên rất nhiều lần, đúng không thưa cả nhà? Có đúng không ạ? Vậy đó. Vậy thì chỉ là cái mớ rau thôi, cái đôi giày thôi, cái túi xách thôi, khi được thổi cái yếu tố phi vật chất vào
mà cái giá trị của nó còn tăng lên rất nhiều lần như vậy, thì thử hỏi nếu như con người của chúng ta mà chúng ta phi vật chất hóa được bản thân, tức là chúng ta làm giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, thì có phải chúng ta sẽ trưởng thành vô hạn không cả nhà? Cái năng lực thể chất vật chất của chúng ta đơn giản để hình thành mớ rau, đôi giày, túi xách, khi được thổi yếu tố phi vật chất vào mà giá trị của nó còn tăng lên rất rất nhiều lần, huống hồ là con người của chúng ta khi được thổi yếu tố phi vật chất vào cả nhà. Vậy thì cả nhà có đồng thuận với Thăng rằng là cái việc phi vật chất hóa bản thân là rất quan trọng không ạ? Vậy chúng ta có thể ghi giúp Thăng cái từ là gì? Phi vật chất hóa bản thân. Phi vật chất hóa bản thân. Phi vật chất hóa. Phi vật chất bản thân. Phi vật chất bản thân. Phi vật chất hóa bản thân. Phi vật chất hóa bản thân. Chúng ta có thích, có mong muốn có những người nhân viên người ta giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách không? Mà giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách thì có phải đơn giản năng lực thể chất được hình thành. Cho nên trong cái lộ trình này cả nhà, chúng ta có thể phi vật chất hóa được vật chất và vật chất hóa phi vật chất. Thuận duyên, chúng ta sẽ làm sáng tỏ hết những cái khái niệm về trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực thể chất, vật chất trong những lộ trình tiếp theo cả nhà. Rồi. Vậy thì Thăng đã vừa trình bày với cả nhà mình cái nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng không chỉ đơn giản cho chúng ta biết rằng là gì, chỉ cần đưa ánh sáng ở trong căn phòng thì bóng tối sẽ lập tức sẽ tự tan biến. Mà nguyên lý ánh sáng còn nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta sống cạnh những người thân yêu của mình, sống cạnh cha mình, mẹ mình, chồng mình, vợ mình, con mình, sống cạnh những người đồng nghiệp của mình, hãy làm lớn những điểm tốt của họ, hãy làm lớn, làm riêng, làm rõ những ưu điểm của họ, thì những hạn chế sẽ tự tan biến, thì hạnh phúc gia đình sẽ được vun bồi, chúng ta sẽ có hôn nhân hòa hợp hạnh phúc, có những mối quan hệ chất lượng. Và nguyên lý ánh sáng còn nhắc chúng ta rằng chúng ta hãy phi vật chất hóa bản thân của mình và hướng tới 7 sự giàu toàn diện, đưa nguồn sáng vào trong ngôi nhà cuộc đời của mình bằng cách thắp sáng lên ngọn nến của trí tuệ, của tâm thái, của nhân cách, của phẩm chất, của năng lực, của thể chất và của vật chất. Thì để mà thấu suốt được những cái tri thức này ấy, thì có một cái lớp học ở tỉnh nhà, nó có tên gọi là lộ trình, gọi là gì nhỉ, cái lộ trình 21 ngày cả nhà, thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui của tổ chức giáo dục đào tạo WIT ấy, thường xuyên tổ chức hàng tháng. Thì thuận duyên cả nhà mình vô cái link Telegram của tổ chức giáo dục đào tạo WIT để chúng ta đăng ký. Rồi. Đó là nguyên lý ánh sáng cả nhà. Chúng ta cùng cùng thắp sáng lên ngọn nến của trí tuệ, của tâm thái, của nhân cách, của phẩm chất, của năng lực, của thể chất. Và nhớ là trước người đối diện, trước người thân yêu của mình, thì hãy làm sáng cái điểm tốt, cái ưu điểm của họ,
Và chúng ta hãy luôn luôn sử dụng ngôn từ ánh sáng, luôn luôn có sự trân trọng biết ơn, luôn nói những lời ngôn thí, luôn mang lại sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ cho người khác, luôn khen ngợi, khích lệ, động viên, khẳng định, xây dựng ở những cái ngôn từ ánh sáng như vậy. Cả nhà có đồng ý với Thăng như vậy không? Thì có phải là cuộc đời của chúng ta sẽ sáng lên không? Sẽ nhẹ nhàng hơn không ạ? Bóng tối sẽ tự tan biến. Chúng ta đã làm chủ được nội tâm, làm chủ được sức khỏe, làm chủ được mối quan hệ, làm chủ tài chính và làm chủ cuộc đời. Và một cái nguyên lý tiếp theo Tăng xin giao lưu cùng nhà mình, đó chính là cái nguyên lý kích hoạt não. Nguyên lý kích hoạt não, nguyên lý số 2, đó là nguyên lý kích hoạt não. Nguyên lý kích hoạt não, chính cái tên nguyên lý này nó cũng đã nói lên tất cả cả nhà. Chúng ta có thể kích hoạt được vô tận năng lực của não bộ chúng ta nếu chúng ta sử dụng cái nguyên lý này. Cái nguyên lý này nó chỉ đơn giản thế này cả nhà, chính là hàng ngày chúng ta thực hành cái việc làm bài học. Bài học tâm đắc, tâm đắc ngộ ra, bài học tâm đắc ngộ ra. Bài học là những gì mới, bài học là những gì mới, là những gì mới, bài học là những gì mới. Tức là những điều mà trước nay chúng ta chưa biết, giờ chúng ta mới biết. Tâm đắc là những gì chúng ta ứng dụng được, ứng dụng được. Chúng ta thấy hay, chúng ta tâm đắc, tức là chúng ta ứng dụng nó vào trong cuộc sống. Ngộ ra, tức là những gì chúng ta băn khoăn, chúng ta trăn trở, thì nay đã có lời giải, tức là có lời giải. Thăng xin được phép nhắc lại. Cái nguyên lý kích hoạt não này chỉ đơn giản là hàng ngày chúng ta làm bài học tâm đắc ngộ ra. Bài học là những gì mới. Tâm đắc là những gì chúng ta ứng dụng được. Ngộ ra là những gì chúng ta băn khoăn, trăn trở, nghi vấn. Nay đã có lời giải. Thưa cả nhà, khi nói đến đây ấy, thì nó có một cái khái niệm nó hơi mang cái tính chất vũ trụ quan một chút. Cái khái niệm là cách ấm vô minh. Cách ấm vô minh, cách ấm vô minh nghĩa là thế nào ạ? Nghĩa là khi chúng ta chui ra từ cái tử cung của người mẹ thì chúng ta được cách ấm vô minh, tức là chúng ta ngắt hết những cái gì chúng ta đã nhớ, quên hết, chúng ta quên hết. Bởi vì theo cái hệ quy chiếu của cấu trúc con người thì là chúng ta có mặt ở đây là chúng ta từ hằng hà ra số đời. Thế cho nên khi qua cái tử cung của người mẹ là nó sẽ cách ấm vô minh, tức là chúng ta quên hết quá khứ của mình.
Cho nên bằng cái việc làm bài học tâm đắc ngộ ra mỗi ngày thì chúng ta sẽ kích hoạt được vô tận cái năng lực của não bộ. Chúng ta sẽ kích hoạt được cái tri thức của chúng ta là vô tận luôn. Và gần đây thầy của chúng ta có phát động một cái phong trào trong toàn cõi mentor master, đó là trong 8 tháng chúng ta làm bài học tâm đắc ngộ ra mỗi ngày. Trong 8 tháng sẽ làm ra 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra cả nhà. Tăng tưởng tượng ra là hàng hàng ngàn người chúng ta mỗi ngày chúng ta gửi những cái bài học tâm đắc ngộ ra thì có phải nó phóng một cái tần số lên không gian không? Điều đó rất là tuyệt vời làm sao. Thế mà Thăng thì cũng đang thực hành cái điều này mỗi ngày. Nhưng nói thật với cả nhà là 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra tương đương với khoảng tầm 50 bài học mỗi ngày. Thăng cũng đang đều đặn viết trên Wit Daily và một số cái khu vực khác, nhưng mà chưa đủ 50 đâu. Nên mình viết thường xuyên thôi, nhưng mà đã thấy rằng là cái năng lực của mình cũng như là cái tri thức của mình ấy, nó được mở ra rất nhiều cả nhà. Vậy thì nhân đây Thăng cũng mong muốn các anh chị ở trong phòng Zoom chúng ta có thể cùng thực hành cái điều này. Bài học tâm đắc ngộ ra chúng ta có thể viết vào sổ. Chúng ta có thể viết trên các nền tảng như Zalo, Facebook, TikTok hay quay những video, video ngắn. Gửi lên trên YouTube, trên Facebook. Đó. Thì đó là một điều rất là tuyệt vời ấy cả nhà. Vậy thì để thực hành cái phần bài học tâm đắc ngộ ra này, cũng như là để kích hoạt cái nghiệp thức nghiệp duyên của phòng Zoom ấy, không biết là khi Thăng chia sẻ đến đây anh chị nào thuận lợi hay có bài học tâm đắc ngộ ra thì xin giao lưu chia sẻ cùng cả nhà được không ạ? Chị Hương có thuận lợi không ạ? Chị Nguyễn Thị Hương này. Chị Hương có thuận lợi giao lưu với cả nhà không chị Hương? Cô Quỳnh Anh có thuận duyên giao lưu với nhà mình không Cô Quỳnh Anh là đang là một học viên của Master K03. Cô đang sống ở bên Budapest, Hungary. Cô sức học tập và rất là tuyệt vời. Cô Quỳnh Anh bật mic rồi đấy. Cô Quỳnh Anh có thể tiện giao lưu với nhà mình không cô Quỳnh Anh? Hãy tăng spotlight cô Quỳnh Anh lên. Chưa nghe tiếng luôn. Alo cô Quỳnh Anh. Thế là cả nhà còn nghe Thăng nói không ạ? Cô Hương Nguyễn có thuận duyên giao lưu với cả nhà một chút không cô Hương ơi? Thầy ơi, nãy giờ Dạ. em thăm mẹ em này, với thăm chị, với em vừa kể chuyện với chị, với mẹ em là nay này gặp được thầy ở Yên Thế. Thầy ở chỗ nào? Em nhớ ra Dạ. cái phố Cầu Gồ rồi thầy ạ, ở phố Cầu À cầu gồ đúng rồi. Thằng chào Gồ. cô. Chào Đây chị cô. em này. Nhưng mà ở chỗ nào? Chào thầy. Dạ, con ở Chị bên Vũ em là Hạ. ngày xưa nhiều bạn ở đó lắm thầy ạ. Con ở bên Vũ Hạ cô. Búa Hạ. À, cách cầu gồ 9 km. À, nên là ở Bố Hạ đúng không? Dạ Đúng rồi. vâng. Quen quen. Bố Hạ ngày xưa tôi học cấp 3, nhiều bạn ở Bố Hạ lắm. Dạ, tuyệt vời Mà quá quên cô. cái ở xóm nào đó, con sau thì không nhớ. Dạ. Ngày hôm nay nhân duyên mà lại được biết thêm những người đồng hương ở Yên Thế. À.
lại vào cùng giao lưu chia sẻ về tri thức nội tâm á. Thì không biết Vâng. là khi nghe Thăng chia sẻ đến đây chị Hương và cô có những cái điều gì tâm đắc hay là có bài học hay có cái hiện thực gì muốn giao lưu trao đổi với cả nhà không ạ? À? Dạ em thì cái hôm nay thầy dạy cái thuận chiều mong muốn với nguyên lý ánh sáng đó thì em thấy rất là hay, bởi vì khi cuộc đời của mình á mà biết được cái nguyên lý này này, biết được cái nguyên lý ánh sáng, nguyên lý thuận dòng này mà áp dụng vào cuộc đời thì nó rất là nhẹ nhàng và nó sẽ thành công, mà nó dễ dàng, nó không phải mất qua nhiều cái giống như mình đi nó khó khăn, giống như mình mong muốn điều đó ngày xưa mình lại cứ nói ngược Dạ. ra là điều mình mong muốn thì mình không nói, mình lại cứ nói ngược, đâm ra là nó không có như ý á thầy. Thì hôm nay thầy chia sẻ em rõ thêm được cái phần đó, biết ơn thầy rất nhiều. Dạ. Và thầy thì em cũng từ cái ngày em cũng biết được cái nguyên lý này thì em cũng có áp dụng, em cũng tập sửa nói những cái câu từ nó thuận chiều mong muốn, nhưng mà lâu lâu có khi nó cũng không nhớ thì mình lại sửa lại ngay. Dạ thế rồi em cũng vào đây em học rồi, em cũng được, em cũng ăn vui dạ nhiều, thế xong em cũng chia sẻ với chị gái em đây này, rồi em cũng mua cái đài cho chị gái nghe. Thì dạo này chị thì về công công nghệ chị chưa có dành, nhưng mà chị nghe cứ làm việc vừa nghe thì chị cũng thích, là nói là thầy những cái bài học của thầy giảng hay á thầy Dạ. này, em cũng rất tâm đắc và thấy hôm nay được thầy chia sẻ nó lại kỹ càng hơn, nó rõ ràng hơn và nó rành mạch hơn. Thầy này viết rất đẹp, vẽ cũng rất đẹp. Dạ, biết ơn chị ngôn thí. Nay gặp À. được đồng hương cũng vui thầy ạ. Khi nào ra Bắc chơi ở ghé nhà thầy chơi ha. Dạ vâng, bây Vâng. giờ được vậy thì quý quá. Có ghi số của thầy rồi. Dạ. Vâng. Lâu lâu gặp được cái người quen đồng hương á, vui lắm thầy ạ. Tại vì cũng mừng mừng là vui mừng là vì cái huyện của mình cũng có người biết đến chư thích này, cũng có duyên, thầy cũng rất là có duyên. Hôm nay thầy lại học làm master manter, trời ơi quá giỏi luôn thầy, thầy siêu luôn, em ngưỡng mộ lắm, ai mà học management Dạ, đấy là biết ngưỡng ơn mộ. chị có cái hình đẹp về Thăng. Dạ À, và chị Hương tiếp tục dạ trao đổi ạ. Thế còn thì nhân cái điều mà chị Hương vừa chia sẻ ấy, Dạ. thì đúng là nhiều khi là chúng ta mong muốn ánh sáng nhưng mà chúng ta lại lại nói Dạ. như chưa có Dạ. muối. Dạ. Thằng lấy ví dụ như là rất là nhiều phụ huynh ấy, thấy con xem ngồi xem tivi hay xem điện thoại gần đấy thì lại nói là gì, ngồi xem tivi Dạ. gần như vậy thì mắt mắt nó cận đấy, nó đui đấy. Vâng. Thế thì thực tế là ba mẹ lúc đó là mong mong làm sao Mong muốn con cận mắt. ạ? Mong muốn con xa. Mong mong muốn con ngồi xa ra cho mắt nó sáng thì lại nói Vâng. là ngồi xem tivi gần ấy mắt nó đui nó cận đấy. Thế thì có phải lẽ ra là chúng ta phải nên nói là gì, con ngồi xa ra cho mắt nó sáng không? Đấy, ngày xưa không biết toàn thế rồi đấy thầy ạ. Đấy. Cứ nói ngược Ui. thôi. Chạy 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 chạy. Thôi đừng đừng có chạy, chỉ cẩn thận kẻo té. Ôi, vừa nói xong oạch. Đúng thật sự là hóa ra giờ mới hiểu là mình nói theo hướng bóng tối. Vâng. À, cho nên là trong cuộc sống này thực sự đã đưa nguồn sáng vào từ cái ngôn từ của mình, rồi thì cái hành động của mình, cái suy nghĩ của mình cũng thực sự cảm thấy nó tuyệt vời quá. Ngay từ lúc mà biết được cái tri thức này, cứ mỗi lúc mình hay ví dụ như này đi, mình đi làm về trước đây chẳng hạn, do một lý do nào đó mà vợ mình có thể giận mình lại mong muốn là cô ấy đừng giận nữa. Thế có phải khác gì là mình mong muốn lấy bóng tối ra khỏi căn phòng không? Thế tại sao mình không đưa ánh sáng vào bằng cái tình yêu thương, Là bằng cái có sự bao dung, cảm thông? Ôi trời ơi, mình đưa vào, mình làm lớn cái điều đó lên thì có phải cái tức giận nó tự tan rồi? Ngon, là thực sự là ngon. Vậy là
là Thăng đã giao lưu cùng nhà mình cái nguyên lý ánh sáng và cái nguyên lý kích hoạt não. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cái phần vô cùng quan trọng trong cái chuyên đề 24 giờ này. Đó chính là chúng ta sẽ cùng tìm về cái nhân sâu trong con người của chúng ta theo cái góc nhìn của khoa học với cả nhà. Tại khả năng là Thăng xin phép sẽ được stop xem một chút để cái file nó nhẹ, mình đơn giản để nộp cho ban tổ chức. Thăng xin phép được dừng xem một chút ạ.